Vào thời gian trên, xe mô tô mang biển kiểm soát 89B2-16818 do một nam thanh niên sinh năm 1994 điều khiển theo hướng từ thành phố Hưng Yên đi huyện Kim Động. Khi đến địa phận gần cầu vượt Cộng Vũ đã tự nạn, nạn nhân tử vong tại chỗ. Những ngày gần đây, thời tiết ở miền Bắc mưa nồm, đường trơn trượt nên khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện nên thận trọng, không phóng nhanh vượt ẩu, đi đúng làn đường theo quy định.